Đây là cây nút nát ở bên trong nhà anh An nè. Ông đây ông trồng rồi, trồng cả năm ngoài mà nó lên được như đây nè. Này cái ít mà thấy xung quanh ở ngoài trước á, rất là nhiều cây nút nát để mình đi ra mình hái mấy trái vậy. Lý Bảo đang là bắt thằng đốt nhà, tìm hy vọng nữa nhau, mong cho nó có rụng cái nút nát nữa không. Đây mấy trái trên đó. Còn cái mặt để làm sao đấy không? Đây, bây giờ mình đi ra trước mình coi hái nha. Giờ này quý một bầy dành nhau kiếm đồ ăn ha. Đây là chiến binh hạm đội mới vừa sanh được tầm khoảng chưa đầy tháng đâu. Hello. Hello. Chào buổi chiều cả nhà. Thì bây giờ là mình hôm nay là mình sẽ cho cả nhà trải nghiệm hái trái nút nát và mình chuẩn bị sẽ chế biến món những món từ trái nút nát, hay còn gọi là trái lưỡi trâu. Mình phát hiện xung quanh chỗ ở của mình rất là nhiều. Đây, trên đồi phía sau lưng mình, xung quanh mình là rẫy nhà vườn rất là yên bình. Đây, nó sau lưng mình có một cái cây nút nát, mấy trái nút nát lòng thòng nè. Nó đây, đây ngay chỗ có tay mình chỉ có một cái trái mà dài dài, nó dài chỉ tầm khoảng 50 cm, nhìn gần nó to bì, rồi ngang nó sẽ tầm khoảng 10 cm, thì nó dài rồi đó. Đây nó đây, đây 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 cái cây đó nó thì gọi là cây nút nát nè. Phía tuốt ở trên cao nó là có một cái bông. Đây ở chỗ này nè, đó là bông nút nát, hay gọi là trái lưỡi gà, lưỡi trâu cho lộn cho mọi người xem. Nút nát được tìm thấy phân bố nhiều vùng như là Sri Lanka, Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Philippines, các đảo Celeb và Timor. Còn ở nước ta, nút nát thường mọc hoang ở vùng đồi núi, rừng thường xanh, các quần thể thú sinh và những nơi ẩm thấp ở độ cao khoảng 900 m. Những nơi thường tìm thấy mọc hộ điệp như là ở Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Điện Biên, vùng Tây Bắc, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa và tại đây Phú Quốc. Hiện tại nút nát cũng được gây trồng ở nhiều nơi để làm cảnh và sử dụng dược liệu. Cây được trồng bằng hạt hoặc cành và một số cây. Lá nút nát mọc đối sẽ 2-3 lần thành lông chim. Mỗi lá dài khoảng 1,5 m, thường tập trung ở ngọn cây. Lá chét có kích thước không bằng nhau, hình thì trái xoa, trái xoan, mép lá nguyên, không có răng cưa. Cụm hoa nút nát thường mọc ở các cành trên ngọn cây và chẻ ra như hình cánh quạt. Hoa to có màu nâu sẫm, đài hoa hình ống dài và cứng, thường có 5 khi nông. Trái này dài gần cả mét. Gần cả mét, bự à, bự hơn, hơn bằng tay của mình luôn. Quá trời. Về lên mạng thì coi thấy được đó là cái trái nút nát này hay gọi là trái lưỡi trâu á, con anh ở bên Tân Bắc nói là trái này cái lưỡi trâu mà mình chưa biết như nào để nút nát nữa, nên hỏi cho Google thì mới tìm hiểu qua sơ lược là thấy là có nhiều món như là dồn thịt nè, rồi nghe ông anh nói là món nấu lẩu nút nát nè, rồi dồn thịt em bây giờ là đi hái thấy xung quanh ở đây có nhiều trái nút nát nữa, thấy là có nhiều món như là dồn thịt nè, rồi nghe ông anh nói là món nấu lẩu nút nát nè, rồi dồn thịt em bây giờ là đi hát để xung quanh ở đây có nhiều trái nước nát nữa. Rồi là cắt đi. Đây là mấy cây xoài lão cổ thụ phía trước nhà. Rất là to, cao khoảng mấy chục mét. Mà hái xoài này thì không có cây lồng nào mà hái được, cái chân leo cũng không nổi nữa. Cái nước là bữa trước thì anh Dũng leo lên chiếc xe tải, đứng trên mui xe tải xong rồi cầm cái lồng lên.
Đây thì mình đã, lúc nãy mình nói là nè, quả được 4 trái đúc nát, nó dài cũng gần cả mét đó, và rất là to, bề ngang bự hơn bàn tay của mình, bự cỡ bàn tay. Mới hái được mới bông. Đây. Đó, cái bông này hơi mùi thơm thơm nha. Cái mùi thơm này không biết diễn tả sao ta. Nè, cái bông đúc nát nè, nó rụng nè. Anh đang nói nấu lẩu rất là ngon. Thì để chờ thêm nó rụng một số bông nữa. Đó. Đây cũng được 4-5 bông. Rồi, thôi bây giờ mình chuẩn bị nghiên cứu để mà xem nó muốn gì ngon với nó đây. Rồi. Sao mà thời gian chờ thì mình đã chờ ở dưới gốc cây nút nát và mình thu hoạch lên thêm được vài chục bông nút nát đây. Đó. Thì những cái bông mà cũ kia á thì mình đã bỏ rồi, thì nó để nó lâu thì nó bị oxy hóa, nó vàng rồi. Cái bông nút nát mà mới vừa rụng xuống khỏi cây thì nó cái phần này nè, nó sẽ đây, màu trắng. Mình để lâu thì nó sẽ màu vàng. Nó càng lâu thì khoảng 1-2 ngày, càng lâu 1-2 ngày mình nghĩ là nó sẽ hơn, nó vàng và nó hơi nhớt. Đây là một cái bông cũ của mình chừa lại nè, thấy không? Nó hơi đậm màu rồi. Thì cái này á, mình sẽ rửa sạch và bỏ sạch cái phấn và cái nhụy ở trong đây. Đó, đây cũng khoảng mấy chục bông đó. Đây, thấy không? Còn là mình sẽ, cả nhà xem mình sẽ làm món gì với bông nút nát và trái nút nát, cái nút nát hay gọi là trái liệu trâu đó. Thì cả nhà chờ xem tiếp nhé. Hoa nút nát nở về đêm và thụ phấn nhờ vào con dơi. Hoa và quả nở quanh năm theo từng đợt. Cho nên là mình khi mà mình thèm bông hoa nút nát thì cứ cách vài hôm thì mình ra đứng dưới gốc cây nút nát thì chắc chắn là sẽ có cánh hoa rớt cái đó để mình lượm. Sau mỗi đêm đều có những cánh hoa rụng xuống và mình cứ chờ đó mà lượm thôi. Đây mình nhớ là mình sẽ bỏ hết cái nhụy này ra ngoài. Đó. Giữ nguyên cái bông cánh hoa để xem mình làm được cái gì với cánh hoa còn nguyên. Nhớ là mình phải rửa sạch hết cái phấn hoa, lấy sạch cái nhụy và khéo khéo thì mình bứng cái nhụy ra. Bây giờ giữ nguyên cánh hoa để mình nấu đây. Mình làm chưa khéo tay lắm. Thì trong thời gian chờ hoa nút nát ráo nước, mình quay sang mình sơ chế trước cái quả nút nát trước cái đã. Thì trái nút nát là hình nang dài mỏng và dài khoảng 5-60 cm, có hai mặt lồi, lưng có cạnh chạy dọc theo chiều dài của trái. Thì nhưng mà rất là cứng nha, cứng đến độ mình dùng cái dao mà chặt thịt, chặt xương, chặt bự, chặt cái mưa nọ, cái đứt nọ. Thì khi người ta thu hoạch cái trái nút nát này là khi nó chín vào, nó chuyển sang màu nâu vào mùa thu hoặc mùa đông. Rồi ta phơi cái trái nút nát cho nó khô nứt ra, rồi ta tách lấy cái phần hạt, rồi sẽ tiếp tục ta lấy cái hạt đó ta phơi khô tiếp và ta lại dùng làm dược liệu đó. Thì bây giờ khi mà mình chế biến ăn thì sống thì cái trái này nó còn sống, cái màu này mình nhìn thấy nó hơi già rồi mà không biết như thế nào, chứ nó có dai và sơ nhiều không, đang rất là tò mò bên trong như thế nào. Thì trái nút nát á, để sơ chế sẽ có thể dùng nguyên cái quả nút nát hay là trái nút nát nè nướng, hoặc là mình sẽ chặt ra từng khúc như thế này mình nướng. Đây mình thấy nó đen, nó phồng rộp lên. Thì cái sơ chế của trái nút nát á, là mình sẽ nướng cho nó phồng, nó đen lên hết, xong rồi mình mới cạo bỏ hết cái lớp đen đó, thì nó lòi ra cái lớp thịt ở bên trong, bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đây đó. Đây mình thấy, nhìn thấy rồi, lấy cái lớp thịt ở trong làm cái gì một lát nữa cả nhà xem tiếp nhé. Thì hạt mắc khén là một loại gia vị nổi tiếng tại vùng núi Tây Bắc, công dụng nó tương tự như là tiêu trên thị trường Việt Nam vậy đó. Nó có mùi rất là thơm và đặc trưng. Mắc khén là một loại cây thuộc thân gỗ cao và ra hoa thành những chùm. Vào tháng 11 hàng năm thì những cái hoa này bắt đầu đậu thành quả chín và cũng là thời điểm để thu hoạch nó. Thì hạt mắc khén được dùng để tẩm ướp khi nướng thịt heo, thịt gà, cá hoặc làm thịt khô.
hay là pha đồ chấm, tất cả đều rất là ngon. Điểm thu hoạch hãm khén là thời điểm khi cây ra quả, người dân sẽ bẻ nguyên cái chùm rồi đem về phơi hoặc hong khô trên bếp để dùng quanh năm mà không có sợ bị hư. Thì sau khi mình nướng cái hạt với than rồi nó nổi lớp bớp, nó thơm rồi, mình đâm như đâm tiêu gì đó, rồi mình ướp nó vào thịt. Thì trong lúc mà mình đợi ráo nước thì mình lại chuẩn bị sơ chế qua cái nguyên liệu để mình cho vào mình trong nhé. Thì bên trong cái này gia vị đó, thì mình sẽ thấy đây là thịt lợn ba chỉ mà miền Nam gọi là ba rọi đó. Ở trong đây thì mình để gia vị nè, là tất gia vị đầy đủ như bột ngọt, đường, muối, và cái gia vị quan trọng nhất đó là hạt mắc khén. Hạt mắc khén là một loại hạt của núi rừng Tây Bắc. Đây thì nó nhỏ xíu à, nhỏ xíu thì mình sẽ nhìn kỹ. Đây, thấy nhìn kỹ, nhìn nhỏ hơn hạt tiêu rất là nhiều. Mà lúc nãy mình đã nướng trên cái nắp nồi và thay lửa than đó cho nó thơm, nó dậy mùi lên thì bỏ cho vào đây đó. Thì mình thích ăn nấm mèo, nấm mèo thì mình sẽ ngâm nấm mèo và sắc nhuyễn bỏ vào đây, và hành lá. Thì riêng là mình bây giờ mình sẽ trộn đều. Mình thì thích ăn tiêu hột và tiêu Phú Quốc nè, thì mình cho thêm một ít hạt tiêu vào để cho nó ấm nồng. Mình sẽ trộn cho thấm đều gia vị. Cái thịt lợn ba chỉ thì mình thái ra, mình băm nhuyễn nha, băm cho nhuyễn thơm, rất là thơm. Thì cái cây đúc nát á, theo mà tài liệu mà mình tìm hiểu được đó là có vị thuốc, là cây thuốc chữa bệnh, và nhiều đồng bào sử dụng cái bông đúc nát và trái đúc nát hay gọi là cái liệu trị liệu trâu để mà chế biến rất là nhiều món ăn rất là ngon. Ví dụ như là nộm đúc nát nè, nộm cái đúc nát nộm nè, trộn với miền Nam gọi là gỏi đó, trộn với nhiều là khô đó. Còn cái này á thì là mình sẽ làm cái món là bông đúc nát dồn thịt nướng cái tiếng gọi của miền Nam á là vậy. Thì một người anh ở trên Tây Nguyên này, ở Đắk Lắk á, nói là cái bông đúc nát này nướng ăn nó ngon hơn là nấu lẩu. Tại vì mình theo xem trên mạng thì cũng có để là nấu lẩu ăn cũng được, mà cũng có người nói nấu lẩu ăn cũng ngon, giống như là bộ lẩu bông hoa anh xô vậy đó. Thì anh nói là nướng thơm hơn, thì bây giờ mình sẽ thử xem món nướng này như thế nào. Tại vì mình quan sát từ lúc mình dọn chỗ ở mới thì mình thấy rất là nhiều cây đúc nát xung quanh ở đây, thì tại sao mình không thử chia sẻ với cả nhà. Trái đúc nát nó đã đen rồi, thì mình gửi xuống sơ chế tiếp theo. Cái mùi thơm nó dậy lên giống như là một cà nướng vậy đó, giống như một cà tím nướng vậy đó. Không lẽ những cái loại trái quả nào mà nướng được mùi thơm cũng giống vậy sao ta? Hết cái lớp thép ngoài thì lòi cái lớp trắng ở bên trong. Đó, thì mình cạo xong lớp đó rồi mình lột bỏ thêm cái lớp này nữa, tại lớp này nó sẽ già. Đây, bên trong có chút xíu rồi. Với khẩu phần ăn mà mình nghĩ là khoảng 4 trái to đó, thì mới đủ khẩu phần ăn cơ cho việc cho hai người.
Vì sâu bỏ ra bên trong chút xíu à. Ở ngoài nó già lắm nha. Cạo cái lớp vỏ lên xanh ngoài, tới cái lớp này nữa. Cái này là cũng một lớp vỏ trong nữa. Đây cái phần thịt của... Thì nói chung á, là trong tính vị công năng của trái nút nát thì có vị đắng nè, tính mát, có tác dụng thanh can giải nhiệt, tiêu độc sát trùng, nhuận phế, chỉ khái, chỉ thống nè, và rất là nhiều công dụng khác. Thì cái phần quả lưu trâu hay gọi là trái nút nát thì mình sẽ xào thịt bò. Theo tìm hiểu thì người đồng bào Thái Trắng á, làm món này quả nút nát xào thịt bò ăn rất là ngon. Thì mình thử xem. Chia sẻ được một thông tin quý giá cho cả nhà nữa. Thì mình thấy đây, đây là cái bên trong của cái quả đúc nát. Thì bên trong cái lớp thịt này nè, nó gồm nhiều cái lớp màng lụa, rất là nhiều lớp màng. Mình thấy đây, có nhiều lớp màng lụa này. Thì bên trong mỗi lớp màng lụa này nó có những cái hạt. Nó đây, mình có thấy cái hạt không? Đây, ngón tay cái mình chỉ vô nè, đó. Thì khi mà nó cái quả nó già đi á, thì cái lớp màng lụa này nó sẽ trắng, bạc trắng hết. Và những cái hạt ở bên trong này á, nó sẽ đen, nó khô, nó đen đi. Và nó những cái màng lụa này lúc nó không còn nặng gì nữa, nó khô rồi, nó mỏng, nó khô, nó mỏng, và nó giống như kiểu như là bông gòn, nó nhẹ vậy đó. Thì á, nó sẽ bay đi trong gió và nó nương theo gió bay đi như những cánh bướm vậy đó. Cho nên trong Đông y còn có cái tên gọi khác là mộc hồ điệp. Mộc là cây, hồ điệp là những cái bướm đó. Đây, mình mới vừa khám phá thêm. Thì mình sẽ đợi một tí cho than nó đây, than vừa mới cháy. Nếu mà than này mà mình nướng liền á thì cái phần thịt nó chưa chín, nhưng mà cái phần bông hoa nó sẽ khét rồi, nên phải chờ cho than nó dịu một tí. Thì trong lúc bạn Bảo đang sắc ra để chuẩn bị lát sạch bò, thì bạn đó thì mình sẽ đổ lại qua bên đây, nhồi ba chi. Thì mình đã thấy cánh hoa nó bắt đầu nó hơi chín chín giống như cái cà núi vậy, cái màu của cánh hoa nó giống như màu của cà tím vậy. Đây, mình sẽ thăm từng nhỏ này. Đây, cánh hoa thì sẽ dễ chín hơn, nhanh chín hơn là tập nó hơi ngồi chưa đâu. Nó dậy mùi thơm lên rồi. Ai dậu? Thấy vị sao? Có vị nhẫn, vị hăng. Còn cái ít cái vị ngọt của thịt, nếu mà không quen á thì mình sẽ vị nhẫn hơi nhiều nè, vị bắp kháng nè, cắn hàm bắp kháng nó bởi vì hàm bắp kháng nó đã gì đó, giống như là cắn hàm hè vậy đó. Đặc biệt là mình làm món thịt này là phải có hàm bắp kháng nó mới ngon nướng á, còn nếu mà không có thì nó ít ngon. Nếu mình không quen á thì những người ăn không quen sẽ cảm giác nó sẽ nhẫn và hăng hăng, còn mình thì thấy là ok, đậm vị cũng được, quá đã, mà cảm giác ăn dụng gì nó còn đã hơn nữa. Thì ra cái bông nút nát và trái nút nát đều có mùi thơm riêng nhau, đó là mùi thơm của trái cà nướng. Mình nói gì để cho mọi người dễ hiểu thôi, nhưng mình cảm nhận là vậy đó. Và cái trái nút nát khi mình nướng lên đó, nó dậy mùi thơm rất là nhanh luôn.
Nhưng mà khi mà cái bông nút nát á, mình nướng một hồi á, khi nó chưa chín á thì nó chưa dậy mùi thơm. Khi mà nó dậy mùi thơm thì nó mới chín. Nó hay vậy đó. Mùi này là mùi cà tím nướng, quá đã. Chéo này thì đặt nguyên từ Tây Bắc. Và hạt nó khén á, thì mình sẽ cũng như lúc nãy nướng rồi, mình sẽ đăng lại trộn vào chung với cái hạt chéo. Hạt chéo này thì cũng có hai loại, một loại khô và loại hơi sạch giống như kiểu là cái mắm muối mà có quẹt vậy đó. Đó thì cái trong gia vị hạt chéo này nó có là muối, đường, mì chính nè, ớt, sả, tỏi, lá chanh, mắc khén. Thì mình làm chấm luộc thịt luộc, rau củ quả và làm ướp các loại thịt cá nướng tẩu thì rất là ngon. Là cái chấm khô nè, thì mình thường hay dùng mỗi lần luộc lố vậy nè, hay dùng chấm cái cây và đồ mặn, đồ ăn rất là ngon. Chứ ướt thì sao cũng vậy, thì còn hai cái là ăn muối chanh và còn thêm mắc khén nữa, tăng cái gia vị. Mình làm cái loại chấm là nước tương để mà dễ ăn, có những người không ăn được chấm chéo hay là mắc khén đồ thì nước tương là quen thuộc. Đâm cái mắc khén thì đâm với đâm tiêu thôi. Vậy nó cái mùi nó hăng hăng nồng nồng mà rất là đặc trưng và rất là lạ. Đây. Ok. Xong cái gia vị cũng chín. Rồi bây giờ tới giai đoạn mình chế biến xào cái vỏ trái nước nát với thịt bò. Phần lớn các bộ phận của cây nước nát đều dùng để chữa bệnh trong y học cổ truyền. Đó. Nó gồm là vỏ rễ nè, rồi thân, rồi vỏ của trái, rồi hạt, rồi lá, đó, vân vân. Thì mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu thêm những cái công dụng chữa bệnh của cây nút nát. Thì mình nói sơ lược là có những chữa đi những cái bệnh như là bệnh táo bón, chữa tai khớp xương, rồi chữa mẩn ngứa, vân vân, nhiều lắm. Gửi nguyên một tràng sớ tới quân luôn không hết. Thì đó, cái việc bên cạnh mà việc cây nút nát để làm thuốc thì mình ăn vào thì cũng hấp thu được một ít nhiều công dụng tác dụng của cây nút nát, cho nên là ra đời nhiều rất là nhiều món ăn ngon được chế biến từ loại cây này. Sau khi đi nếm sơ thì mình thấy cái trái nút nát nó hơi bị dai quá, chắc là do cái trái này nó hơi già quá. Thì rút kinh nghiệm là khi mà mình mẻ những cái trái nút nát mình ăn thì mình lựa những cái trái mà nó cái màu xanh tươi một tí, cái màu xanh này nó hơi đậm và nhẹ. Thank you.
mới ban đầu thì mình nhai mình thấy tại vì nước thì nó bị nhiễm và bị đắng đi, mình càng nhai càng cảm nhận được cái vị ngọt của hoa, ngọt nó ngọt hơn cả cái gia vị nước của mình. Ngon miệng sau khi xem video này, và cái nhà nhớ like và share và ủng hộ and để mà mình có động lực để mà ra thêm nhiều video chia sẻ nhiều cái món ăn thực văn hóa và nhiều kinh nghiệm tới cùng mình. Chúc cái nhà của buổi tối ngon miệng và cũng ngon. Bye. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch văn hóa ẩm thực thường xuyên.